Quý bà con thân mến, nhiều quý bà con chúng ta hỏi Hằng Anh là cái cây sầu riêng thực sinh á, khi mà bứng lên bứng như thế nào để giữ vững bộ rễ cám, thì thấy Hằng Anh hay chia sẻ về khi bứng và cần phải có kỹ thuật. Thì ngày hôm nay Hằng Anh mời quý bà con chúng ta tham gia vào quy trình bứng cây rất sáng sớm của gia đình Willow Farm. Thực sự từ nãy giờ do cái sự không ổn áp về mặt kỹ thuật nên là giờ mới thực hiện lại video, chứ này là mấy anh là bứng từ 6 giờ sáng rồi nha quý bà con. Và cũng nhờ cơn mưa ngang qua ngày hôm qua kết hợp với việc là chủ động tưới thì cái cây sầu riêng thực sinh của mình nó được bứng lên rất là ngọt, và cái kiểu như cái kiểu này đất này nắng con trâu được luôn. Nhìn thấy rất là cưng, và ảnh gọt gọt làm sao mà thành tròn quay luôn, thấy cưng gì đâu, y chang như là cái đòn bánh tét vậy quý bà con. Đấy, bà con thấy nha, đây là cây cây sầu riêng gốc thực sinh rất là tuyệt vời, được trồng ở trên nền đất sét, và chính cái đất sét này nó sẽ bảo vệ được cái bộ rễ cám chúng ta. Như quý bà con hồi nãy khi mà Hằng Anh làm livestream thì quý bà con chúng ta hỏi Hằng Anh là bứng như vậy thì đứt cái rễ chuột rồi sao em? Thì thật sự ra khi mà bứng vậy thì chắc chắn là phải đứt rễ chuột rồi. Tuy nhiên thì nó không sao cả, bà con, nó sẽ lớn lên trở lại, nó sẽ sinh trưởng phát triển trở lại khi chúng ta mà cho cái cây sầu riêng của mình quay trở về đất mẹ kèm với một cái bo loại sầu riêng giống nào đó quý bà con chúng ta yêu thích, quý bà con ha. Bốn loại sầu riêng hiện tại giờ đang phổ biến hiện nay. Anh Nghi thức sức vô để nắng cái máy quay phim. Nó tăng cái temperature lên là nó cho ngừng quay đó. Đấy quý bà con thân yêu nè, thì là khi mà chúng ta là bứng như thế này á, quý bà con hiện tại đang có bốn loại sầu riêng mà đang được phổ rộng nhất hiện nay bây giờ và có giá trị kinh tế cao. Thứ nhất là sầu riêng Thái, thứ hai sầu riêng Ri Sáo, thứ ba là sầu riêng Musakin, và cuối cùng là sầu riêng Bác Thon. Bên cạnh đó thì còn có những cái giống rất chi là truyền thống và rất chi là được ưa chuộng tại thị trường nội địa Việt Nam, đó là sầu riêng Xá Hữu và sầu riêng Chuồng Bò. Đồng thời thì cũng đang xuất hiện thêm một số cái giống mới, anh cũng đang quan sát thêm để có thể chia sẻ và định hướng với quý bà con chúng ta thêm. Còn bên Willow Farm thì sẽ tập trung vào những cây có giá trị kinh tế cao để có thể mà giúp cho quý bà con chúng ta đồng hành cùng quý bà con chúng ta từ cây giống tới lại luôn cả cái phần chăm sóc luôn, để giúp quý bà con chúng ta làm sao ạ? Để giúp cho quý bà con chúng ta có một vườn sầu riêng sinh trưởng phát triển tốt, tàn chi đều đẹp đẽ, ra cơ đọt đồng đều, ra luôn cả cơ đọt nách và phát triển thiệt là mạnh, làm bông thiệt là hiệu quả của bà con ha. Đó, bà con thấy gốc sầu riêng đó là 2 năm rưỡi ăn lên rồi, Willow Farm mới bắt đầu bứng, và đây là cái đám sầu riêng thực sinh gieo tại chợ Lách Bến Tre, và cũng là lý do tại sao là Willow Farm được đặt trụ sở chính tại chợ Lách Bến Tre nha quý bà con. Vì ở đây nó sở hữu một cái thiên nhiên ưu đãi, là thứ nhất là các anh chị rất là lành nghề. Đấy, bà con nhìn thấy sơ sơ vậy thôi chứ hai anh chị đã 15 năm trong nghề rồi quý bà con. 15 năm trong nghề, Hằng Anh vô cùng ái mộ luôn. Chúng ta khi mà chúng ta làm cái nghề gì đó nó ra khá là lâu với lại một cái sự phát triển tốt. Và con thấy anh đá anh nhấn cái dao nào xuống là dao đó như là nó bén ngót, nó rất là ngọt ngào và nó dứt khoát, và tức là anh đã rất là có sự nghiên cứu để phát triển cái nghề của anh là 15 năm, theo đuổi 15 năm, tức là rất là chuyên tâm, rất là bài bản như quý bà con nha, rất là tuyệt vời. Đây cũng là cách mà khi mà Willow Farm làm bất cứ một việc gì đó, làm gì đó cũng phải quyết tâm, quyết liệt, dứt khoát và mang lại hiệu quả cao. Đó cũng là cách mà anh làm sản xuất cây giống như quý bà con nha. Rồi chưa xong đâu, tại này nó mới chỉ là một công đoạn quý bà con chúng ta nhìn thấy thôi. Nãy bà chị mới nói là trời ơi làm cây giống nó nhiều công đoạn lắm em ơi, nào đâu là gieo hạt, rồi gieo hạt thì thằng anh cũng chưa có thời gian để thằng anh đi những cái đám sầu riêng của Willow Farm gieo, thằng anh cũng chưa có thời gian để thằng anh mời quý bà con chúng ta tham quan. Nhưng mà đây là cái đám mà đã trưởng thành bứng ngày hôm nay, thì cũng ở nhà ngày hôm nay ngày 5 làm lương quý bà con ở nhà. Được thông tin ở bên bộ phận sản xuất là hôm nay sẽ bứng cây, thì anh cũng đi từ rất là sớm để có thể là đồng hành cùng với đội bứng nhà bên mình, rất là chuyên nghiệp nha quý bà con, rất tuyệt vời. Đấy, bà con thấy không, đó đó 5-6 nhát gì đó, xong anh gọt lại, anh gọt lại cái dao này nó rất là bén, anh nói là bứng tầm khoảng 3-4 ngày là phải đi gọi là mài hả chị, nó là mài hả chị, đi giờ người ta chấp vào cái mũi vậy nè, chấp hả, người ta đốt nhiệt lên người ta chấp vô hả. Trời ơi vất vả quá. Đó bà con thấy không? Bộ đồ nghề rất là bén, ngót của anh đá. Bứng rất nhanh, rất khỏe, rất dứt khoát, rất chuyên tâm và rất là tận tụy nha quý bà con nha. Uống hồi mệt muốn chết và hỏi ông đâu trả lời nữa, ông mệt rồi. Thì cái chất đất này nè quý bà con, cái chất đất mà bà con chúng ta đang thấy đây là đất sét vàng, nó sẽ bảo vệ cái bộ rễ cám chúng ta, nó bám sát vào bộ rễ cám nha quý bà con. Ui chà té. Bám sát vô bộ rễ cám nha quý bà con nha. Rồi. Đó. Rồi anh Nghi quay qua cái bộ rễ này. Đây, bà con thấy nè, bứng vô ha. Bứng ha, nó còn y nguyên cái đất nó bám hết vô bộ rễ cám hả chị? Bám hết vô bộ rễ cám. Quý bà con chúng ta sẽ thấy là nó rất là khỏe cho cái cây của mình. Đấy. Rồi ok chị, cảm ơn chị nhiều. Rồi bây giờ chúng ta sẽ tới cái bước là bọc lá dừa.
Đó, nó vừa này nãy tính làm bán cho chị mà chị nói cực lắm nên đang suy nghĩ lại với nhà em vừa nước nhóc. Cực lắm, làm gì không cực trời. Làm gì không cực. Đó là một khâu riêng ha anh. Dạ. Chị vô đây là có cái anh với kia chở lên. Dạ. Ở dưới ba giác. Đó, dưới ba giác chở lên. Chở lên đây. Dạ. Rồi cái xe thun này thì mình mua Vĩnh Thành. Rồi bà con thấy là trước khi mà chúng ta bứng cây thì chúng ta thấy là đất nó phải mềm. Đất nó cứng thì nó sẽ rã cái bầu. Mà mềm thì mềm vừa phải thôi, mềm quá thì nó nhão. Mềm nó cũng vừa tới, giống như vậy là tới nè. Này là gọi ở dưới miền Tây Hoàng Anh gọi là tới nái nè. Là rất là vừa, rất là ổn nha. Thì làm sao? Là tức là nếu mà không có mưa, mà mưa thì ổng mưa thì ổng mưa thôi, mình vẫn phải chủ động. Thì trước đó 3 ngày là mình phải tưới liên tục. Mình có ống hệ thống nước đây là mình tưới liên tục nha quý bà con. Để làm cái gì? Để đứng lên cho chị ấy. Để mà làm sao quý bà con cho nó mềm cái đất ra. Như vậy thì cái dao của mình khi mình bứng xuống nó mới ngọt ngào được nhá. Là cái thứ nhất. Cái thứ hai là sau đó chúng ta, bà con có để ý không? Những cái cây mà anh đã đang bứng đều là được cắt đầu. Cắt đầu vậy không phải để làm dấu quý bà con, mà chúng ta lựa chọn những cái cây da dẻ thuần thục, hồng hào, đủ size, đủ kích cỡ, đủ sinh trưởng phát triển. Nhìn thấy đó là thấy ok rồi thì chúng ta mới cắt đầu. Cắt đầu 2 ngày rồi là tưới nước 3 ngày ha, hai bà con ha. Rồi sau đó chúng ta mới sao ạ? Chúng ta mới tới cái khúc bứng. Mà bứng mà mời anh đá, đòi anh đá bứng đâu phải dễ quý bà con. Này hoặc anh đâu nuôi đổi đòi thợ. Là chúng ta phải đặt hàng. Chúng ta làm gì nó cũng phải có kế hoạch nha bà con nha. Làm gì cũng phải có kế hoạch, đặt hàng, đặt cọc, đặt người, đặt gì chị? Này gọi là đặt giờ. Đặt ngày. Đó, đặt tiền. Đấy, thì như vậy sao quý bà con? Mới mời được anh chị tới đây có những cái màn trình diễn bén ngót như nãy giờ quý bà con chúng ta đang thấy. Thì bà con hỏi thằng anh là sao mà cây sầu riêng bứng lên mà không bị bứt, không bị gọi là rớt hệ rễ cám. Thì đây là cách thứ nhất là chất đất, thứ hai là cách bứng. Và ngoài ra nó còn lệ thuộc vào cái quy trình sản xuất nha quý bà con. Và Willow Farm cũng tự hào là trên 5 năm làm trong cái môi trường là sản xuất cây giống chuyên nghiệp số lượng lớn để có thể là phục vụ cho quý bà con chúng ta trong việc sản xuất trồng cây giống sầu riêng, giúp tạo ra những cái vườn sầu riêng sinh trưởng phát triển mạnh và hỗ trợ quý bà con chúng ta luôn cái quy trình chăm sóc, làm bông, làm trái. Hiện tại khi Hoàng Anh thực hiện video này thì đội kỹ thuật của Willow Farm đang có một tuyến đi hướng Đồng Nai, Bình Phước để hỗ trợ vùng đất đỏ, để hỗ trợ bà con Tây Nguyên phát triển những vườn sầu riêng bạc ngàn ở ngoài khu vực ấy. Rất là cảm ơn những cái tấm lòng, những cái sự tin cậy, tin cẩn của bà con chúng ta dành cho đội ngũ của Willow Farm. Thì hiện tại Willow Farm đang có 2 đội ngũ chuyên viên, một đội ngũ chuyên viên tư vấn trực tiếp khoảng 16/24/7 để mà hỗ trợ quý bà con chúng ta mỗi ngày, thời gian làm việc từ 7:30 sáng cho tới 21 giờ khuya. Để sao? Tại vì anh biết có nhiều quý bà con chúng ta đi làm tới tối bà con chúng ta mới có thời gian chúng ta kết nối với anh em Willow Farm, thì là Hằng Anh cũng bố trí để các bạn có thể hỗ trợ quý bà con chúng ta giờ buổi tối. Và đội ngũ chuyên viên kỹ thuật hỗ trợ hoàn toàn miễn phí cho quý bà con chúng ta bằng cách là sẽ có những cái tuyến đi định kỳ và sẽ được thông báo, sẽ được kết nối với bà con chúng ta trước, rồi sau đó sẽ đến thăm vườn quý bà con chúng ta và hoàn toàn miễn phí. Bà con chúng ta đừng nhét tiền hay là đừng gọi là bồi dưỡng hay gì hết, tại vì các bạn sẽ không lấy đâu. Đối với Willow Farm thì tiêu chí đầu tiên đó chính là đạo đức và sự chuyên nghiệp. Nên quý bà con chúng ta có nhét đi chăng nữa, mấy bạn không thay, không lấy ra và còn ngại. Hôm bữa Hoàng Anh lên chỗ vườn cô Dung ở Bình Phước, Đắk Nông hả? Cô Dung có cho Hoàng Anh 5 chai nước Revive với lại 5 cái bánh bông lan mà anh còn ngại tới giờ. Tại vì thật sự ra mình chưa giúp được gì cho vườn và gia đình cũng chưa có điều kiện mà cô nhót, cô nhét quá, rất ngại cô ơi. Con mong là cô xem video này, con cảm ơn cô rất nhiều nhưng con rất ngại. Rồi mình cũng ăn những cái bánh bông lan đó trong một cái sự rất là thưởng thức và với lòng cảm ơn. Để làm gì quý bà con? Tại vì Hoàng Anh nó không thuộc về cái tiêu chí của Hoàng Anh, nên thành ra là rất là mong là quý bà con chúng ta đừng có nhét tiền hay tặng quà gì hết nha quý bà con. Hoàng Anh nhận tấm lòng, nhận cái tình yêu thương từ trái tim tới trái tim, chúng ta sẽ chạm nhau rồi quý bà con nhé. Chỉ cần nhìn sâu vào mắt nhau thì chúng ta sẽ hiểu được cái tấm lòng của đối phương rồi quý bà con. Quý bà con để dành tiền đó, bà con chúng ta mua phân bón, bà con chúng ta mua cái này cái kia phục vụ cho vườn cây của mình là Hoàng Anh cảm thấy yêu mến rồi. Cảm ơn quý bà con nha. Và đây là quy trình sản xuất sầu riêng của Willow Farm, là con thấy
nhiều khâu lắm. Về chút xíu nữa còn cắt đầu cây, rồi là ngày mai thì đội ghép, mà trước khi đội ghép tới là phải làm mùng, rồi là đi sáng ngày mai phải đi cắt bo, đủ thứ hết, đủ thứ chuyện trên đời hết. Chút xíu nữa là phải vô để làm gì với bà con, chiều về được cắt đầu, rồi lập vàng, làm khung á, rồi làm gì nữa bà con, cắt ba cái miếng nhựa để mà quấn á, là làm rất là nhiều thứ, rồi chuẩn bị bọc mũ để trùm, vân vân. Thì điều này nó đều có kế hoạch trước hết để quý bà con chúng ta thấy rằng trồng cây cũng vậy. Mình ở bất cứ vị trí nào cũng vậy, chúng ta làm việc có kế hoạch thì chúng ta sẽ làm việc trong sự vui vẻ và hạnh phúc nha quý bà con nha. Cảm ơn quý bà con một lần nữa. Mình là Hoàng Anh, đại diện cho siêu thị cây giống Willow Farm, thực hiện video này về quy trình sản xuất sầu riêng. Rất là mong là quý bà con chúng ta có câu hỏi gì thì bà con chúng ta có thể comment bên dưới, và mong rằng video này đã một phần nào đó giúp quý bà con chúng ta hiểu thêm được nỗi cực nhọc của những người làm giống như Willow Farm. Cảm ơn quý bà con và hẹn gặp lại.